Nhập khẩu lúc dài là bởi vì chúng ta hiếu chiến và bởi vì trước cái sự biến động, cái sự manh động của khu vực thì chúng ta cũng cần bảo vệ lần nữa. Thế do đó chúng ta là trong cái buổi nâng cao như vậy, cũng trong sáng chú cả những cái loại trước kia đang bán ở Việt Nam, bây giờ có thể bán Việt Nam. Cái thứ ba thì tôi cho rằng đây cũng là một cái rất là quan trọng đối với Việt Nam, đối với Hoa Kỳ, đó là thương mại hai chiều Việt Nam Hoa Kỳ ngày càng tăng trưởng. Từ ngày mà Việt Nam với Hoa Kỳ thiết lập quan hệ chính thức năm 2000 và tổng thống Bill Clinton sang và ký cái hiệp định về thương mại đa phương và hai chiều, cho đến nay thì cái thương mại xuất nhập khẩu của Việt Nam đến Hoa Kỳ trở nên rất là lớn. Đấy. Thế tuy vậy thì cái xuất khẩu của Việt Nam so với Hoa Kỳ rất là nhiều. Thì hiện nay Mỹ cũng quan tâm làm sao Mỹ cân bằng được đối với cái nhập khẩu của Việt Nam. Thì trước kia đối với những máy móc khoa học hiện đại, kể cả máy móc quân sự hiện đại thì người ta cấm cho nhập Việt Nam. Thì hiện nay người ta cũng cho luôn. Hay tôi ví dụ như kể cả điện tử, rồi trước kia là người ta không cho. Thế vì vậy những công nghệ khoa học là tiên tiến, có thể nói bậc nhất thế giới thì có được. Chứ không ai có được, người ta không bán, thì bây giờ người ta bán. Rồi người ta viện trợ, người ta tạo những cân bằng. Cũng giống như rằng là họ khuyến khích một cách công khai, một cái tín hiệu để cho các nhà đầu tư rất lớn của Mỹ mạnh dạn đầu tư ở Việt Nam mà không sợ. Trong cái bối cảnh chung diễn ra, ví dụ như chẳng hạn như là Bắc Triều Tiên là thử các vũ khí và để phát triển vũ khí tới chẳng hạn, thì đôi khi rằng nhiều người lo sợ rằng nếu có xảy ra chiến tranh hay là cái việc mà trang bị vũ khí nhiều cái đảo nhân tạo của Trung Quốc, nếu mà xảy ra chiến tranh thì đương nhiên sẽ khó mà có nhiều nhà đầu tư ở Việt Nam. Thế vì vậy khi Mỹ vừa dự họp APEC, vừa thăm chính thức đấy và vừa có những tuyên bố rất tốt cho chúng ta về Biển Đông, đó có nghĩa là họ kiên quyết là họ đưa các cái trường trang thiết bị họ đi liên tục để cả những vùng Trung Quốc là cảnh báo và vẫn cứ đi bình thường, họ coi rằng đây là cần tự do hóa thương mại để ta khẳng định rằng đấy là ở đây không phải chỉ mỗi vấn đề của Việt Nam hay là ASEAN, đây là vấn đề quốc tế. Và chính vì vấn đề quốc tế như vậy thì có nghĩa rằng ấy, mặc dù chúng ta nhìn thấy có một số căng thẳng nhưng mà sẽ không bao giờ xảy ra chiến tranh. Và khi không bao giờ xảy ra chiến tranh thì nhà đầu tư mạnh cả đến vấn đề như vậy. Hay là chúng ta thấy rằng cái lại sao ở Đà Nẵng chắc chắn không an ninh bằng Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như thế. Thế nhưng mà 21 nguyên thủ đến đây rất là tự do, hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu thế giới đến mà vẫn bảo vệ an ninh toàn. Thế thì như vậy thì cái vấn đề quốc phòng của Việt Nam nó sẽ rất là tốt. Và cái kinh nghiệm đó của tổng thống Mỹ cũng như là ngay các nguyên thủ của các thì đợt này có 5 nguyên thủ mang chính thức của Việt Nam luôn. Kỳ đều là nước lớn đấy, thì nó đem lại một cái lợi ích rất lớn và một cái nhận rất lớn và một cái hình ảnh rất lớn. Hiện nay cái hình ảnh quốc tế của Việt Nam đối với khu vực APEC thì chúng ta có một hình ảnh rất là tốt rồi, và cái cả nó vươn ra thế giới nữa. Thì tại vì trong APEC này ấy, thì thương mại toàn cầu trên 50%, GDP 48% của toàn cầu, chỉ là 21 cái quốc gia của vùng của APEC thôi. Đó, đánh giá như thế nào về việc Hoa Kỳ sẽ toàn cầu sẽ bước ra của mấy cái Tôi nói thật thôi, tôi tin rằng nó sẽ có một ngày Hoa Kỳ sẽ vòng trở lại. Cái vấn đề mà khi họ rút ra hiện nay thì nó mang tính chất là chiến thuật chứ không phải chiến lược. Chiến thuật là bởi vì sao? Là bởi vì đây là một cái lời hứa của một người ứng cử viên tổng thống Mỹ. Xưa nay thì các ứng cử viên tổng thống Mỹ người ta hứa nhiều, ta thực hiện không nhiều. Ông Trump này ông muốn tạo một sự khác biệt, có nghĩa là gần như cho đến nay ông thực hiện hết, chỉ còn trừ hai điều, một là tăng thuế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc và Mỹ là chưa làm. Cái vấn đề thứ hai là tax reform, có nghĩa là cải cách về chính sách thuế má. Ví dụ như là từ 40% thu nhập doanh nghiệp xuống 20%, hay là các doanh nghiệp hoạt động quốc tế để chuyển tiền về nước thì trước kia cũng phải 40%, thì ông sẽ có chính sách lại, hoặc là chính sách thừa kế đối với doanh nghiệp chẳng hạn. Thì là nhiều chính sách nó mang tính chất đột phá để đẩy mạnh cái nền kinh tế đi lên. Đó thì ông muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên mà thực hiện tất cả lời hứa của mình mà thôi. Chứ không phải tôi cho ông làm nhà kinh tế, không phải ông biết rằng TPP nó lại đem lại lợi ích chung cho tất cả các cái thành viên của TPP gồm 11 quốc gia, chứ không phải rằng nó đem lại một cái lợi ích không tốt cho thì như là một số cái phe bảo thủ người ta nói rằng đây là mất việc làm của Mỹ. Tôi ví dụ rất đơn giản, gần đây nhất là cách đây 2 hôm là tôi cũng làm việc với lại tổng lãnh sự Hoa Kỳ, rồi tôi làm việc với các cái đại diện rất là lớn của các doanh nghiệp cũng thế. Thì tôi chỉ nói ví dụ cái đơn giản như này thôi. Thì đúng là khi mà TPP ra, Hoa Kỳ một thị trường rất là lớn, thì ngay cả cái tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam ngày càng tăng. Thì nhìn vào cái xuất khẩu thì cứ nghĩ rằng cái công ăn việc làm nó giảm, nhưng chúng ta không nhìn thấy một cái cạnh khác nữa là cái đồng đô la
của Mỹ là hiện nay đã toàn cầu hóa. Thì chúng ta thấy rằng hiện nay cái lưu chuyển tiền tệ của đồng đô la trên thế giới thì hễ ở trong nước Mỹ chỉ lưu chuyển chỉ bằng 20% thôi, và toàn cầu ta lưu chuyển đến 80%. Đấy, chúng tôi ví dụ một cách rất là công khai, ví dụ Việt Nam hàng năm giả sử nếu chúng ta in tiền, chúng ta in 2% thì chúng ta lạm phát đủ 2%. Hoa Kỳ người ta in 2% nhưng người ta chỉ lạm phát 0.4% thôi. Trong túi tôi có 100 đô la, người ta in ra 2% là thôi mất 2 đô la, tôi chỉ lạm phát 8 đô. Đấy, đấy nó gọi là quyền lực của đồng đô la, nó gọi là power. Vấn đề nó như thế. Đấy, đấy chỉ là một ví dụ. Thì cái đồng tiền nó mạnh sử dụng trong thanh toán quốc tế là họ đã đem lại lợi ích rất lớn cho họ. Ngoài ra ấy, nó còn nhiều vấn đề khác nữa trong cái quan hệ song phương và đa phương, khi người ta muốn giữ một cái vai trò tốt hơn. Vâng, thưa ông, chúng tôi là Nguyễn Phương Hùng, nhà báo KBG Hải Ngoại đến từ California. Xin ông trả lời cho khán giả cả KBG Hải Ngoại một câu hỏi. Theo lời sự trình bày của ông thì cái khả năng mà Mỹ trở lại cái TPP có hay không, và nếu mà khi nào? Thứ nhất, ngay cả trong Hoa Kỳ, khi mà tôi nói chuyện với các nhà ngoại giao thì người ta cho rằng ấy, hiện nay ấy, thì Thủ tướng Nhật Bản trong cái ngày mà hôm qua và hôm kia thì làm việc với phía Hoa Kỳ, và đích thân ông Abe làm việc với lại ông Trump. Ông Abe vẫn liên tục nhắc lại, và chúng ta thấy rằng ngay từ khi mà ông Trump vẫn còn là President Elect, có nghĩa là mới là tổng thống đắc cử thôi và cũng chưa bao giờ có tiền lệ, thì một nguyên thủ quốc gia đến tận cái tòa nhà riêng của ông Trump để thuyết phục đó. Yeah. Thế tuy vậy ông Trump ông muốn rằng ông giữ lời hứa đối với cử tri Hoa Kỳ. Nhưng còn hiện nay ngay trong nội bộ Hoa Kỳ thì rất nhiều những nhà kinh tế cũng như kể cả những nhà chính trị vẫn cho rằng TPP sẽ đem lại lợi ích cho nước Mỹ chứ không phải không, mà đem lại cái vai trò nước Mỹ tốt hơn. Đương nhiên phải hy vọng thì hiện nay 11 nước TPP thì chỉ còn lại 10 nước, 10 quốc gia còn lại đang họp tích cực thông qua. Nhưng mà nhân cái cơ hội mà Tổng thống Trump đến Việt Nam kỳ này thì 11 nguyên thủ quốc gia đó cũng mong muốn là thuyết phục ông Trump để suy nghĩ về cái lợi ích, không phải là cái là chỉ là lợi ích của 10 cái quốc gia kia, và cũng là lợi ích rất lớn của nước Mỹ. Không phải tự nhiên mà nước Mỹ phải tiêu tốn đến 8 năm trời để đàm phán cái việc này, và trong suốt 8 năm đó không phải mỗi một cái đảng Dân Chủ, kể cả nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa cũng rất quan tâm đến việc này. Đấy, thì ông Trump ấy, ông có một cái đặc thù là ông làm nhà tỷ phú, và cái hoạt động của ông ấy là trước kia là chủ yếu là bất động sản, có một số hoạt động là media, một số hoạt động là showbiz nữa. Thế thì tất cả mọi người, ai dù thông minh đến đâu chăng nữa, cũng đều có những cái nhận định, những cái suy nghĩ, và nó gắn với chính bản thân họ, gắn với thành công của họ và gắn với cái sự nghiệp của họ. Thế thì cái sự nghiệp của họ nó lại chính đi vào những bất động sản như thế, chứ không phải ông ấy thành công nhờ vào thương mại hóa toàn cầu. Chính vì vậy là cái suy nghĩ hơi khác biệt. Thế nhưng hiện nay nhiều cố vấn của ông đang nói chuyện, và khi mà tôi theo dõi, khi mà trong các cái buổi mà phát thanh về nói chuyện với Thủ tướng Nhật Bản gần đây nhất, thì trước kia cứ mọi người mà nói về TPP là ông phản đối một cách rất là gay gắt. Thế nhưng bây giờ nói lại thì ông chỉ cười, ông không có một cái thái độ phản ứng về mạnh mẽ như trước. Thì người ta cho rằng đấy cũng là một cái tín hiệu, tín hiệu tốt là ông ấy đang mềm dịu trở lại. Và đến một giây phút nào đó người ta thấy rằng đây cũng chính là lợi ích Mỹ, chắc chắn là ta vào. Tôi thì tôi hy vọng rằng ngay trong chính nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì sẽ quyết định vào TPP. Thế thì còn những cái người bảo thủ ở tại nước Mỹ, tại vì chúng tôi cũng là doanh nghiệp lớn, thì chúng có rất nhiều các doanh nghiệp, thì người ta cho rằng trường xấu nhất, xấu nhất thì nước Mỹ cũng chỉ 4 năm nữa, 4 năm nữa bầu cử, thì nước Mỹ thì cái vai trò tổng thống rất là lớn, thì cái người tổng thống tiếp theo người ta cũng có suy nghĩ khác thôi. Đấy, ngay cả bây giờ trong đảng Cộng Hòa cũng vậy, cũng nhiều người người ta cho rằng TPP là tốt chứ không phải là không. Đấy, tôi ví dụ như chẳng hạn như là các cái thượng nghị sĩ McCain chẳng hạn, là ông ấy là rất là ủng hộ về chứ không phải không. Rồi rất nhiều các doanh nghiệp lớn, hay là tôi nói thẳng ra kể cả bộ trưởng bộ ngoại giao đấy, như ông là Tillerson, trước khi ông là tổng giám đốc rất là lớn của một tập đoàn rất là lớn về dầu khí Mỹ, thì cái quan điểm của ông ấy từ đó hóa thành công, nó cũng là tốt cho các doanh nghiệp Mỹ chứ không phải không. Nhưng tuy vậy do cái quan điểm riêng của tổng thống Mỹ, thế do đó thành ra là các cái thành phần nội các cao cấp của Hoa Kỳ người ta cũng chưa dám có những phân tích của nó nhiều thôi. Thế nhưng là triển vọng rất lớn. Trước kia chúng ta nghĩ thẳng nhất là Mỹ rời khỏi TPP thì TPP sẽ chết, nhưng đến bây giờ thấy TPP khởi động lại rất là sôi động. Khi khởi động sôi động lại thì các cái doanh nghiệp Hoa Kỳ thấy rằng cái lợi ích người ta sẽ bị mất đi khi mà Hoa Kỳ không phải là một cái TPP, thì đương nhiên rằng cái xuất khẩu Hoa Kỳ vào cái 10 cái quốc gia TPP kia nó không còn nữa.
tại vì là nó tiến tới một cái mức là thế bằng không toàn bộ, không phải mỗi bằng không không mà còn được tham gia vào thị trường viễn thông, thị trường ngân hàng, rất nhiều các lĩnh vực mà bình thường các quốc gia ngăn cản. Ví dụ như Việt Nam chẳng hạn, nếu không tham gia PP thì viễn thông cũng không tham gia, ngân hàng nước ngoài cũng sẽ không được trên 50%. Ví dụ như kể cả viễn thông cũng được trên 50%, nhưng mà mở ra rất nhiều, có nghĩa là tất cả các lĩnh vực theo lộ trình sẽ được. Thế như vậy thì chính cả doanh nghiệp Hoa Kỳ, mà doanh nghiệp Hoa Kỳ là doanh nghiệp mạnh nhất thế giới, thì cái thị trường của mình sẽ không được mở ra, chứ không. Trước một cái đối mặt khác là gì? À, trước một đối mặt khác của Trung Quốc thì người ta lại lãnh đạo một cái khác giống TPP, có nghĩa là người ta cũng thành lập một cái khu vực để làm về thương mại hóa free trade. Nhưng mà cái TPP là nó theo một cái chuẩn mới, TPP nó không chỉ đơn thuần là thương mại không, mà TPP nó còn tập trung cái này tôi nói là kể cả từ nhân quyền cho đến là các hoạt động đầu tư mà trước kia nhà nước người ta không muốn cho những doanh nghiệp khác, hay là kể cả những thị trường nông nghiệp nông sản như là Úc này, như là Mỹ này, người ta muốn bảo hộ thì người ta cũng phải mở ra. Có nghĩa là nó mở ra rất nhiều thứ, rồi mở ra cả luân chuyển về lao động, rồi luân chuyển về tiền tệ như thế nào đó nữa, chứ không phải là chỉ mỗi thương mại mà không đấy. Thế vì vậy nên nó gọi là các hiệp định thương mại thế hệ mới, nó mở ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp, mà các doanh nghiệp lại càng to thì như vậy cái cơ hội càng lớn đấy. Trước mắt chúng ta nhìn đến ngắn hạn thì thấy là có thể là Việt Nam sẽ xuất khẩu vào cũng nhiều hơn, một số nước khác xuất khẩu vào nhiều hơn, thì cảm giác là thấy công ăn việc làm giảm đi. Nhưng không phải, các công ty của Mỹ lớn, các dòng tiền của Mỹ rất là lớn, trước kia nó có những cái dòng thuận mà nó không đổ vào được các nước khác để phát triển mạnh, có những ngành nghề nó không thể là take over 100% được đó. Thì bây giờ với dòng tiền lớn như thế để cho vào, mà cái công ty đó kể cả Việt Nam, kể cả ở Thái Lan, Philippines hay ví dụ như thế, hay là Indo chẳng hạn, nhưng nó là của Mỹ mà nó có 10 lần là BNP, thì cái dòng tiền nó đổ vào nước Mỹ nhiều hơn, cái lợi nó đưa vào nhiều hơn, thì cái tiền mà chính phủ Mỹ thu được nhiều hơn để có thể làm về cái welfare đó, hoặc là giúp đỡ về cái education. Tại bên Mỹ nó rất hay này, cái education ở Mỹ tôi nói là rất là tuyệt vời, là miễn phí rất là lớn, và nước Mỹ có một hệ thống trường công rất lớn, tiền đâu ra. Nước Mỹ cũng có một hệ thống y tế rất là tốt, đặc biệt cho những người từ 65 tuổi trở lên là miễn phí, ví dụ thế, mà tiền điều trị rất là lớn như thế, thì tiền đâu ra? Thì đây chúng ta cũng phải nhìn thấy, đừng nghĩ rằng chúng ta vất bài cho. Thế nhưng mà cái người dân Mỹ được hưởng thôi. Thì TPP, tại vì bản thân tôi thành viên hội đồng cố vấn APEC thì chúng tôi tham gia vào cái vấn đề TPP từ đầu. Từ ngày xưa chỉ có 4 nước thôi, là Singapore, Úc, New Zealand, Peru, thì nó là 4P. Thế rồi sau đó Mỹ mới thấy cái mô hình này tốt, và bắt đầu từ thời Obama mới thấy rằng cái mô hình tốt. Thế Mỹ mới thấy rằng nếu mình mà lãnh đạo cái này để mà mở rộng ra cái là APEC, và từ cái 11 cái quốc gia này mở rộng ra hết 21 nền kinh tế APEC, rồi mở ra hết cả cái khu vực này, thì cách đây nhiều năm 2000 ấy, thì các nguyên thủ trên thế giới đã ký với nhau đấy. Thì chúng ta nghe nhiều về vòng đàm phán Doha, có nghĩa để làm sao cố gắng thương mại hóa toàn cầu, nhưng nó gặp rất là khó khăn đấy. Rồi đến khi người ta ký hiệp định Bogo là quyết tâm đến 2020 là thương mại hóa toàn cầu, nhưng cái bước đó nó rất là chậm, không thể được. Thế thì hiện nay các nước APEC và chính Hoa Kỳ là cầm đầu cái việc này, anh làm leader thế này, và ông ấy cho rằng toàn bộ thế giới làm không được, Hoa Kỳ phải làm, và quyết tâm rằng thế giới chưa làm được thì phải làm tự do hóa thương mại toàn cầu ở khu vực châu Á Thái Bình Dương đấy. Đấy, nó gọi là TPP, FTA, AP. Đấy, AP có nghĩa là Asia Pacific, FTA là Free Trade Area Asia Pacific. Mà nếu mà thành công được 11 thì nhiều nước khác thấy lợi ích và xin vào. Tôi ví dụ như là kể cả tôi dự APEC vào năm 2014 ở tại Bắc Kinh thì ông Hồ Cẩm Đào ông ấy đề nghị ông Obama là chậm TPP lại để cho tham gia. Ông Putin cũng đề nghị tham gia, nhưng Obama bảo không, chậm lại. Tổng quan tại sao ngay cả Trung Hoa, tại sao ngay cả Nga mà các nguyên thủ cũng đề nghị tham gia, thì cũng nghĩa nó phải có lẽ chứ đấy. Nhưng mà tôi cho rằng chỉ vì một số cái vấn đề nó liên quan đến bầu cử Hoa Kỳ đấy. Và bên Mỹ ấy, thì cái tính dân chủ rất là cao, khi ông tổng thống ông muốn được lòng của cử tri, thì ông sẽ phải đưa ra một chính sách của nó để làm sao được đại đa số cử tri đồng ý hơn. Thế thì cử tri thì có những cử tri cao, có những người thì người ta không thể nào
Thế thì cái vấn đề Mỹ người ta không quan tâm đến là nói cái vấn đề logic hay không. Nếu chúng ta quay trở lại nhiều cái nhiệm kỳ tổng thống Mỹ cũng thế, thì tổng thống Mỹ người ta thích nói gì thì nói, thế và người ta thực hiện bao nhiêu thì người ta lại lúc đó mới là cái điều quan trọng sẽ ảnh hưởng lại. Với tư cách của một doanh nghiệp Việt Nam thì anh kỳ vọng như nào về cái cuộc đàm phán mật liên quan đến TMV lần này? Cho đến nay thì cái thông tin hết sức tích cực là 11 cái quốc gia đã đạt được rất nhiều vấn đề. Tôi ví dụ như này thôi, thì cái New Zealand gần đây người ta đưa ra một loạt cái chính sách mới, ví dụ như thế, ví dụ như mua nhà không cho nước ngoài mua nữa. Trước kia ta cho mua, thì nếu mà không cho nước ngoài mua thì lại vi phạm vào TPP. Thế sau đó rồi ấy, thì khi mà mọi người họp vào thì cuối cùng người ta lại bỏ ra. Có nghĩa là tôi nghĩ là có thể rất là quyết tâm rất là như vậy. Hay là ngay cả Việt Nam thấy, chúng ta thấy từ năm ngoái là Quốc hội khóa trước đã thông qua cho nước ngoài mua nhà, thì đấy cũng là cái tiến trình đi theo TPP. Tôi ví dụ như một cái vấn đề nữa là rất là tiến bộ ở trong luật hình sự của Việt Nam cũng thế, cũng thay đổi rất nhiều điều. Đấy, và hiện lần trước đã thông qua rồi, thế sau đó tạm ngừng và bây giờ để điều chỉnh cho tốt hơn. Ví dụ như thế này thôi, là để thực hiện cái hiến pháp mới nhất tăng cái quyền của người dân, thì ngay từ đầu một người bị bắt là đã phải quay phim chụp hình để tránh bức cung. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là người ta được quyền im lặng để người ta đợi luật sư người ta đến nói. Đấy, có nghĩa là được quyền có luật sư ngay từ đầu, chứ không phải như trước ông đến ông bắt buộc phải trả lời. Ví dụ như thế, thì đấy là những bước tiến bộ. Và cái luật hình sự hay là nhiều bộ luật khác của Việt Nam chúng ta cũng cải thiện dần dần theo cái hệ thống chung của các nước TPP. Mà TPP ở trong đó thì chúng ta thấy gồm những ai? Hoa Kỳ là nền kinh tế rất lớn, Nhật Bản là nền kinh tế thứ ba thế giới, rồi Úc, rồi Canada đó. Và chỉ 11 cái nền kinh tế này thôi thì chiếm tới là 75% thương mại của Việt Nam, 78% về đầu tư của Việt Nam ở trong số 11 cái nước này thôi. Chứ chưa nói rằng nhiều hơn, ví dụ như thế. Đối với Việt Nam thì cái vai trò đấy lớn đến mức mà mình không thấy rồi. Thì chúng ta thấy rằng từ lúc mà Việt Nam tham gia TPP thì cái thu hút đầu tư nước ngoài vào, kể cả trực tiếp và gián tiếp, kể cả cái du lịch của Việt Nam cũng bùng nổ. Mọi vấn đề, kể cả vấn đề quan tâm của nhà nước đối với kể cả vùng sâu, vùng xa thì nó cũng tốt hơn. Tại vì là theo các cái quy định đó thì phải, dù rằng chưa ký, nhưng mà để mà khi mà ký rồi, thực ra mà TPP ký rồi nhưng mà chưa thông qua các quốc hội cũng là chưa có lực, mặc dù chưa có lực nhưng mà chính phủ cũng đã áp dụng. Và kể cả từ khi Mỹ chúng ta có những lúc ta tưởng rằng TPP là bị phá sản thì chính phủ Việt Nam cũng vẫn thực hiện theo lộ trình đó. Tại sao? Người ta nhận đấy là lộ trình, đó là lộ trình tất yếu, lộ trình tốt và đem lại chính lợi cho Việt Nam đó. Với một cái cách là ông nghĩ thế nào và cái chuyến đi của tổng thống Donald Trump là lần đầu tiên tổng thống Mỹ đi một công du dài 13 ngày, mà trong đó đó Việt Nam mình ông đã dành cho 2 ngày rưỡi, thì ông đánh giá như thế nào? Có một điều rất là quan trọng mà chúng ta nhìn thấy trong bối cảnh toàn cầu hiện nay và đặc biệt trong khu vực của chúng ta thì chúng ta nhìn thấy rõ nhất, thứ nhất là vấn đề căng thẳng là Triều Tiên và những cái phát ngôn với các lệnh là hai nơi nó tăng cường rất là cao. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai rằng chúng ta thấy sự phát triển bùng nổ về quân sự của Trung Quốc. Cái vấn đề thứ ba nữa thì có một số phong trào, nó có một số phong trào không được tốt lắm. Ví dụ như là nếu mà chúng ta nói cực đoan hẳn cái IS, không phải mình, kể cả có những cái tổ chức nó nằm ở giữa khủng bố, thế nhưng mà nó cũng bắt đầu mong manh phát triển. Thì chúng ta nhìn thấy ví dụ như bên Philippines, như Indo, những cái lực lượng đối lập bắt đầu nổ lên rất nhiều. Và cái vấn đề ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực, nếu mà Hoa Kỳ không đưa ra một chính sách cụ thể thì chắc chắn ảnh hưởng, tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Đấy. Mà trong một cái bối cảnh chung như vậy, thế thì Tổng thống Donald Trump nhân cái cơ hội APEC để đi thăm. Chứ nếu không có APEC thì Tổng thống Donald Trump cũng còn rất nhiều việc, nó thật như thế. Thế vì vậy cái kỳ này là ông đi một cái công du là dài nhất trong suốt thời gian. Trong khi tại Hoa Kỳ cái vấn đề lùm xùm giữa cái vấn đề là quan hệ giữa cái ủy ban tranh cử của ông Trump với lại Nga, đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là liên tục xảy ra khủng bố ở tại Hoa Kỳ, từ xe tải đâm vào chết người cho đến bắn súng, dù rằng ấy có cái nó là khủng bố và có cái nó gọi là bị thần kinh, mental problem, đó là thần kinh chẳng nữa, thì nó vẫn đè nặng lên tổng thống Mỹ những vấn đề đó. Thế do đó là trong cái nội tại ở trong nước Mỹ, báo chí nó đang lên án rất là nhiều đối với tổng thống. Thế thì tổng thống và cái vấn đề đó không phải dễ gì xử lý được. Tôi ví dụ như chẳng hạn một ông xe tải ông tông vào tổng thống Mỹ, làm sao mà giải quyết được cái vấn đề đó? Vấn đề này nó không phải là vấn đề an ninh như trước kia để người ta cản trở, người ta kiểm soát vấn đề tiền tệ để
cho khủng bố nó có tiền nó mua các cái vũ khí, mua cái thuốc nổ, hay là mà nó cứ xe đại mà nó chơi như thế thì khó, ví dụ như vậy thì cái vấn đề dễ thì tổng thống làm được. Thế thì và hay là cái vấn đề tùy ban tranh cử có mới dính vào cái vấn đề với lại Nga thì cũng đâu có phải là giải thích được. Thế nhưng mà nếu mà ông làm cái hành trình châu Á như thế này và trước cái một cái phát ngôn cũng quan tâm như vậy, cái chính sách rất là tốt đối và chính sách đối ngoại rất là tốt thì tương khác nước Mỹ người ta thấy cái gì trên cái này một vị tổng thống khác, thay vì là ta phải trực tiếp người ta phải trả lời cái vấn đề mà quốc luật trong nước đông dễ thì giải quyết vấn đề quốc luật thì lại giải quyết vấn đề quốc tế. Đây là vấn đề thường như này, đảng cộng hòa hay sử dụng chiêu như thế này. Cứ khi nào ở trong nước mà có vấn đề thì người ta lại dùng vấn đề quốc tế. Xin lỗi là tình hình như vậy.